Phùng Quang Huy xin trân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với buổi premiere của bộ phim The Fragile Flowers, Đóa Hoa Mong Manh. Hôm nay là ngày đầu tiên mà chúng tôi ra mắt bộ phim này đến với quý vị khán giả gần xa. Và hôm nay rất là hân hạnh khi được đón chào nữ doanh nhân Trầm Hương Nguyễn đại diện cho ban tổ chức để có đôi lời phát biểu cũng như là chia sẻ những cái suy nghĩ của mình đối với bộ phim này đến với quý vị khán giả. Cảm ơn anh Vũ Quang Vinh. Trầm Hương Nguyễn rất là vui khi được chị đạo diễn Mai Thu Huyền, chị cũng là diễn viên và nhà sản xuất cho cái phim Đóa Hoa Mong Manh này. Và Hương Nguyễn có một cái cơ duyên đến với lại chị đạo diễn tài ba, diễn viên tài ba Mai Thu Huyền là từ cái phim Giấc Mơ Mỹ. Cũng đã có Ram Demir làm ở Mỹ rồi cái phim đó, và biết chị là một cái người rất là tài ba và làm rất nhiều cái bộ phim này. Thì hôm nay là công ty Trầm Hương Nguyễn và Golden World kết hợp với chị để làm cái buổi ra mắt phim cho cái phim Đóa Hoa Mong Manh này. Và Hương Nguyễn hy vọng là cả nhà mình khi xem xong mình review về phim, kêu gọi bạn bè đi xem để ủng hộ phim người Việt Nam làm 100% tại Mỹ. Hương Nguyễn cảm ơn rất là nhiều ạ. Thưa quý vị, Trầm Hương Nguyễn và công ty Golden World Media luôn luôn là một những người đồng hành cùng với cộng đồng người Việt Nam tại hải ngoại để đem đến cho chúng ta những món ăn tinh thần thật giá trị. Bên ngoài những cuộc sống bề bộn thì đây là cái cơ hội để cho chúng ta có thể tiếp cận đến với những tác phẩm nghệ thuật thật là độc đáo và thật đặc sắc. Đặc biệt là bộ phim được thực hiện toàn cảnh 100% tại Hoa Kỳ với dàn diễn viên rất là hùng hậu và sự tài trợ và đồng hành cùng với Trầm Hương Nguyễn. Xin trân trọng cảm ơn Trầm Hương Nguyễn rất nhiều. Cảm ơn em. Cô ấy tên là Thảo.
để làm được phim ca nhạc, em phải đánh đổi điều gì đấy? Cần đêm trắng để chút vơi. Nếu Thảo có tâm sự cần đổi, tôi sẵn sàng nghe đi. Thảo cứ coi tôi như là người tình của Thảo. Em yêu chị, em mong được sống bên chị. Tôi không tiếc tiền bảo trợ tất cả những chương trình lớn nhỏ cho cô ấy. Rốt cuộc tôi nhận lại được cái gì? Tất cả những gì các thứ gây ra chưa đủ hay sao? Đừng quay về tới đây nữa. Tôi nhắc ông đập cuối, ông đừng biến Thạch Thảo, nàng thơ của tôi, trở thành xấu xí và tầm thường như vậy. Anh có thể yên tâm, vì nàng thơ của anh đã tìm được người đàn ông có thể lo cho cô ấy tất cả mọi thứ. Mọi quyết định của em toàn đúng, cái đó mới là vấn đề đó. Đừng có to tiếng với em. Chúng ta đều là những kẻ đáng thương trong tình yêu. Em sẽ không cho ai cướp đi tất cả những gì thuộc về em. Đừng bao giờ để con tim mình bị tổn thương. Nói em vào anh chiếc hôn.